Hello mọi người, hôm nay không có Linh nhé. Hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp game ở cổng thanh toán của chính thức của Identity V. Cái này thì chắc nó cũng không có rẻ như bên Ahui Shop hay là Cường đâu, nhưng mà được cái là chính chủ nha mọi người. Mọi người hãy vô cái trang edvpay.com nè, sẽ để link ở bên dưới nha. Lúc này thì mình sẽ chọn cái server, mình có thể chọn cái region, cái khu vực của mình. Cái này sẽ đổi, cái này chỉ là hay đổi cái đơn vị tiền tệ thôi. Ví dụ mình chọn Việt Nam thì dưới đây sẽ thanh toán bằng tiền Việt. Mình cũng hay đổi thành order để thanh toán bằng tiền đô cũng được. Tại vì tiền Việt á có các kiểu thanh toán như là cái ví Razer Gold nè, hay là cái gift card. Nếu ai có Visa hay Mastercard thì xài cái credit card nè, hoặc là chỉ dùng PayPal. Ở đây anh sẽ dùng gift card nha. Gift card có thể mua bên CGM, lúc đó mình sẽ nói sau. Nhưng mà về gift card á, thì chỉ có nạp tối đa 500 ngàn thôi. Lúc đó mình sẽ không được hưởng ưu đãi khi nạp tiền lớn hơn 500 ngàn, như là so với những cái thể loại khác. Không lít qua được, cái này không lít qua được nha. Nó chỉ có tối đa 500 ngàn thôi. Như ở Visa thì sẽ có gói 50 đô là 1 triệu mốt thì sẽ được 3.200 lần. Đây sẽ là 1 triệu mốt đây. Nếu mà mình chuyển sang order á, khu vực order thì cái gift card sẽ có gói 50 đô là 3.200, nó sẽ rẻ hơn chút. Sẽ được tới 3.200 lần. Mình sử dụng Việt Nam thì anh chỉ nạp để mua xúc xắc heo tháng thôi, xí ngầu á, thì mình nạp 30 ngàn thôi. Mình sẽ gõ cái server của mình, chọn server của mình Asia. Gõ ID vô, ai không nhớ ID thì có thể chọn username. Em mới đổi tên Danh Long. Coffee à? À, chưa là không viết hoa. Nếu mình chọn sai thì nó sẽ không có tìm được cái tên cái account của mình. Nếu bạn nào không chắc cái ID á, cái username á thì có thể coi lại cái ID, mình nhập cái ID vô cho nó an toàn. Đây, Asia Danh Long, có mã số ID luôn. Mình confirm là đúng hết nha. Mình sẽ chuyển xuống, mình sẽ coi giá tiền. Về gift card thì mình không có lựa chọn giá được. Mình nạp bao nhiêu thì nó vô bấy nhiêu tiền thôi. Đó, mình bấm đồng ý cái dịch vụ của nó, bấm next. Sẽ đưa mình vô cái trang thanh toán. Đây mình sẽ nhập cái số serial và mã pin. Cái đó thì mình chưa có mua, bây giờ sẽ tiến hành mua cái thẻ nạp ở trang CGM. Nó yêu cầu mình đăng nhập thì mình dùng Facebook đăng nhập cũng được. Đây, đăng nhập vô. Cái này anh tạo rồi. Qua phần thẻ game nè. Qua phần thẻ mình có thể chọn hình, có mình gõ cái loại thẻ mình muốn mua vào. Ở đây bán nhiều loại thẻ lắm. Thẻ nào cũng có, từ Steam cho tới PlayStation hay Razer Gold thì bán hết. Mình chọn mã Việt Nam. Còn nếu mà các bạn nào muốn nạp hơn 1 triệu á thì có thể sử dụng thẻ của Mỹ. Thẻ của Mỹ đây. Nạp mặt có thể dùng mấy cái thẻ là nước khác cũng được, chứ cần chọn đúng region là được rồi. Đây mình sẽ dùng thẻ Việt Nam. Nạp có 30. Không có 30. Nạp 10 20 cũng được, mà mình nạp hơi có 20 đi. Định mua 30 mà không có. Thanh toán ngay nè. Đây thì nó cũng có thanh toán online hay offline đều được. Offline thì mình chỉ cần ra ngân hàng mình chuyển khoản rồi nhắn tin cho support thôi. Support nó hỗ trợ rất là nhanh. Online dùng Vietcombank. Có một chút là tiền phí ở trọng. Ngân hàng nào cũng có. Cái này anh thanh toán bằng điện thoại á, nên cái gì bạn không hiểu đó. Cho nó nhanh đó.
Sau khi thanh toán thành công thì mình nó sẽ gửi thẻ về account của CGM cho mình. Đó, mình sẽ đi nhận mã rồi, retry code key thôi. Đây có mình sẽ có số thẻ và mã pin, thì mình mở cái trang hồi nãy mình lên, mình sẽ nhập vào là được. Thẻ này anh xài rồi nhé, đừng ai thử nhé. Sau đó bấm tiếp tục, xác nhận là xong. Đây nó sẽ thông báo bên đây là mình chuyển thành công rồi, nó vừa thông báo luôn mà chưa có kịp chuyển qua. Đây, 59 nè. Để qua đây coi. 20.000. 20.000 là được 52, nhưng cộng thêm 2 là 54, mình có dư 5 cái chút đó là 59. Vừa mới nạp luôn. Đó, vậy là xong rồi nha mọi người. Và nếu ai muốn thử, ai có PayPal á thì có thể mua trên mua bằng PayPal luôn, chỉ cần gõ ID bắt vô là xong rồi. Đây là username ID của mình nè, bạn nào muốn nạp thì ủng hộ anh thì cứ nạp thôi. Và cái này á là nạp chính thống nha mọi người, cái này anh có gửi mail hỏi cho bên NE rồi, đây xác nhận là kênh nạp chính thống luôn nha mọi người. Chắc chắn thì nó không có rẻ như một số nơi, nhưng mà tại vì anh cũng ngại đưa ID bắt cho người khác á, nên mình phải tự nạp thôi, nên chịu mất một chút nhưng mà nó an toàn, tại vì có chuyện xảy ra thì không hay. Chúc mọi người chơi vui vẻ nha.